Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức diễn đàn khuyến nông với chủ đề Giải pháp liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận tìm các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng của quả bưởi. Đa số đại biểu cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất cây bưởi theo hướng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì cần phải làm tốt công tác quy hoạch, chú trọng việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đồng thời xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế phục vụ vùng sản xuất cây ăn quả có múi nói chung và vùng trồng bưởi nói riêng để đưa cây bưởi tiếp tục trở thành cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân nông thôn đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số